Trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người một loại blog rất là nhỏ nhưng mà rất là thú vị. Đó là blog thể hiện chúng ta đang trả lời với khách hàng. Giống như là khi mọi người nhập văn bản ấy thì cái màn hình hiện thị lên là đã có người đang nhập trả lời ấy. Thì để làm sao? Mục đích là để con chatbot trông nó thật hơn và khách hàng cũng thích thú điều đó hơn. Thì đây là cái nút đấy. Đây. Thì chúng ta có thể tùy chọn cái thời gian mà để nó trả lời cái câu sau. Ví dụ mọi người chọn 4 giây đấy, hoặc chọn nhiều nhất là 20 giây đấy, và ít nhất là 0,1 giây đấy, nó sẽ chạy 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 như thế này đấy. Thì để cho mọi người dễ hình dung nhé, thì chúng ta sẽ thử một cái nhé. Đây, cái này thì nó không thể đứng riêng như vậy được, đứng riêng đây thì chúng ta sẽ thử vào cái áo len 03 nhé. Đây, chúng ta sẽ chọn ở đây. Đấy, ok. Thì nó sẽ chạy chạy một xíu. Nhưng nó thêm một cái nữa thì nó sẽ chạy, nó ra cái ảnh tiếp theo. Đấy, nó trả lời y như người thật luôn. Đấy. Đấy, ví dụ tôi thêm một cái hình ảnh nữa. Ok, cái này lâu hơn một chút. Đấy. Tôi thêm một đoạn text nữa chẳng hạn. Ví dụ bây giờ tôi cho nó dài lên một chút. Đấy. Bạn chơi xíu. Tải hình ảnh thật nhá. Nhanh nhẹ hả? Ok. Đấy, cho nó nhảy 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 chẳng hạn. Đấy. Thôi, bỏ cái này đi. Rồi. Đấy. Bây giờ mình thử nghiệm nhá. Bây giờ chúng ta sẽ kích lại vào cái áo len 03 này. Đây, đấy, mọi người thấy nó chờ một chút không? Đấy, chờ chờ này, đấy, đang nhảy này. Đấy, một lúc sau thì nó mới hiển thị cái tiếp theo cho mọi người. Đấy, nó lại nhảy tiếp một chút. Trông giống như thật luôn. Ok, đó là cái dạng blog thời gian chờ. Mọi người sang các dạng blog tiếp theo ở video tiếp theo nhé.